Hello anh em mình nha. chào anh em mình uh, buổi uh, chiều nhé à, ngày hôm nay ngày 29 tháng 8 nha anh em thì uh, hôm nay là mình uh, tiện thể mình quay một số con mộc của mình nó rất lông nha Ch uh, cho anh em uh, cùng uh, theo dõi nhé uh, Tại vì hiện tại thì có nhiều anh em cứ hỏi mình là con chim nó phải đổ uh, lông đuôi tầng thì mới ok hả ăn hoặc là uh, chim là phải đít đỏ thế này thế kia phải ăn thì mình chia sẻ cho anh em rằng đây là ba bốn con mộc của mình anh em đang đổ lông anh em nhé đang đổ lông rất bình thường thì anh em biết được rằng là thường thường là những con mộc nó rất là khó đổ lông anh em nhé thì đây là bốn con mộc của mình đổ lông rất là đẹp rất là ok anh em nhé cũng đuôi tầng này anh em rồi bản đuôi cũng rất là to đít cũng đỏ anh em nhé thì anh em có hỏi rằng là nuôi lông à, về mảng mồi tươi thế nào hoặc là mỗi ngày có nên tắm rửa hay không hoặc là chim à, của mình cần phải ủ à, bao nhiêu lâu rồi bao nhiêu lâu mình dọn bố lồng một lần anh em thì mỗi người mình hay thường chia sẻ cho anh em về vấn đề mà chim đổ lông à, mỗi người có một cách chăm riêng và mỗi người có một cái chế độ riêng nha anh em à, thì hôm nay mình làm cái video để nói rõ hơn anh em à, đây là cách chăm của vũ công nha anh em tại vì mình không theo bất cứ một cái môn phái nào anh em ạ mình chăm theo cách của mình cứ mình thấy ok thì mình chăm anh em nhé thì các anh em cũng vậy anh em coi theo chiến binh của mình để mình chăm các em anh em đừng theo các idol tại vì rằng là mỗi idol người ta biết con chim của người ta người ta chăm tốt người ta dinh dưỡng tốt thì ta hiểu con chim của người ta người ta sẽ chăm theo cách của người ta còn anh em phải chăm theo cách của anh em nhá à, thì với mình anh em thấy được rằng là đây là những con mọc của mình anh em này nó mọc mới mình đấy à, anh, em, à, anh em cho anh em coi nó ngước nha nó nhát nó ngước chẳng sao cả thì với mình là mình anh em biết không mỗi ngày mình đều thay trái cây một lần anh em À, mỗi ngày mình đều thay trái cây mỗi ngày thì thay, à, thay bình thường nhé à, hai ngày mình tắm một lần à hai ngày tắm một lần còn trái cây của mình thì mình cứ dùng cà à, chua đu đủ nhá thăng long đấy mình dùng cả thăng long trắng thôi anh em chứ mình không quan tâm đâu à, và khi mà chim đang đổ lông ở ở gian đầu mình cứ cho ăn à, à, dế nhá à mình dế với lại chứng kiến thôi chứ mình không gì ngoài ra anh em nhá thì mình cứ chăm đều bình thường như vậy thôi anh em À bố lông thì mình giữ sạch à, cứ một tuần mình thấy nó dơ quá thì mình thay. À chứ mình không để dơ đâu anh em. À mình cứ thay à, đổi mỗi ngày như vậy. Thì các chiến binh của mình anh em thấy không? À vẫn nuôi tầng bình thường, vẫn rớt lông chọc lóc à bình thường ha, không có gì thay đổi. Cái quan trọng rằng là, là cái dinh dưỡng anh em nuôi đều cho nó ha chăm mát mẻ chỗ mát mẻ cho chiến binh của mình thì chiến binh của mình nó đổ lông ok nha. Anh em đừng à, à quan tâm về những idol khác Chăm thế nào mà phải ngó con chim của mình để mình chăm nhé. À, thì anh em chú ý rằng là đây là những con chim của mình rất hay nha anh em nó ngước lại vì nó nhét anh em nha nó ngước thì nó nhét nó ngước thôi thì cũng rất là lo anh em ạ à. thì hy vọng là đổ lông xong mình sẽ chữa nó à, bây giờ quan trọng là đổ lông xong hẳn à, nó ngoái rất là dữ nhé à, thì cái chế độ của vũ công anh em là không có theo ai hết à, mỗi ngày đều thay trái cây hai ngày tắm một lần bố lồng dơ thì mình dọn nhá sạch sẽ 80% lông là chiến binh của mình bung ra là mình đánh rầm rầm rồi anh em nha À, cái quan điểm của mình không quan trọng rằng là con chim phải đít phải đỏ thế này kia đâu anh em cái quan trọng rằng con chim của anh em nó phải rất lông chặt sẽ và nó có một bộ lông cứng cáp vì khi con chim của mình nó xong lông anh em là nó phải vào lửa ok nhá chứ không thể nào nuôi con chim để khi mà xong lông nó mất lửa rồi nó bị suy yếu thì anh em sẽ vào lửa chim rất là cực nha anh em à, còn cái chuyện lỗi do nhát lỗi như vậy thì không sao đâu nha mình cũng không quan tâm nhiều lắm đâu quan trọng rằng ra ngoài dàn không ngoái thì khi mà trong lông mình sẽ chữa sau nhé à, cho nên là anh em khi mà chăm lông đừng có uh, hoang mang nhiều quá đừng nghe người này người kia rồi anh em chăm vô tình nó sẽ hư chiến binh của anh em đi nhá à, với mình anh em mình không quan tâm ai đâu à, mình cứ chăm cái chiến binh vẫn khỏe mạnh nhá rất lông chặt sẽ khỏe mạnh còn cái đít đỏ đỏ tự nhiên anh em chứ mình không có bất cứ thêm một thứ gì hết nhá cứ mồi tươi đều trái cây đều thì mình đã hay chia sẻ cho anh em rồi nhá cứ hàng ngày như vậy rồi tắm rửa đều cho con chim của mình thì nó sẽ ok chúc anh em có mùa đông tốt đẹp nha anh em chào anh em mình nha